Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Vi. Thì trong video ngày hôm nay, Vi muốn giới thiệu đến các bạn một dòng camera mới của Macbook, đó là camera UCM40. Đây là camera UCM40. Đây, Vi đã mở hộp camera này. Thì các bạn thấy là trong đây, camera này nó sẽ có một cuốn sách hướng dẫn như thế này đấy. Chúng ta có thể dựa vào cuốn sách hướng dẫn này để sử dụng. Và các bạn thấy là camera được để trong hộp rất là kỹ đúng không ạ? Cái này thì khi mà chúng ta vận chuyển xa thì nó tránh sự va đập và chì xước ảnh hưởng đến camera. Đây là camera UCM40. Thì camera này tích hợp tất cả trong một nè, tích hợp được loa, mic và camera. UCM40 là một camera toàn cảnh 360 độ và góc nhìn rộng 140 độ. Các bạn thấy là camera này nó sẽ có 4 camera nhỏ như thế này đây. Và mỗi camera có độ phân giải đó là 5 megapixel. Còn loa thì là 3W và khoảng cách thu âm của nó là từ 0 đến 4 mét. Ngoài ra thì UCM40 còn được tích hợp vào 7 chế độ hiển thị. Các bạn thấy ở đây có một cái nút chạm như thế này đây. Thì nút này dùng để thay đổi layout của khung hình. Ngoài ra thì UCM40 còn tích hợp được công nghệ AI Voice Tracking nè. Và kết nối rất là đơn giản qua cổng USB. Thì đó là những tính năng căn bản của UCM40 mà Vi muốn giới thiệu đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Vi nha. Còn giờ đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.